Xin chào tất cả các học viên ha. Bây giờ chúng ta sẽ học cái món chân châu tiếp theo là món chân châu matcha. Thì chân châu matcha chúng ta sẽ có các cái phần nguyên liệu sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ có bột năng 140g bột năng. Rồi, 20g đường cát trắng nha. 15g bột matcha. Đây matcha thì chúng ta đang dùng loại là matcha Đài Loan. Đây là chúng ta nguyên liệu phần ha. Và tất nhiên chúng ta sẽ có nước lọc nữa. Nước lọc thì mình cần 100ml nước lọc nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thao tác này. Đầu tiên là mình sẽ lấy bột năng cho một khối. Rồi, cho đường vào luôn ha, 20g đường vào luôn, 15g bột matcha vào luôn. Rồi, sau đó mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lại với nhau. Khi mà trộn đều xong á, thì chúng ta sẽ rải đều bột ra ha. Và mình sẽ đổ nước vào 1/2 bột thôi. Đây mình rải đều bột ra hết. Sau đó mình sẽ khoanh vùng 1/2. Và mình chỉ đổ nước vào 1/2 bột thôi. Đổ nước vào xong để yên nha. Đổ nước vào xong chúng ta sẽ để yên 1 phút. Chứ không mình không có đảo nha. Mình đổ nước xong mình để yên 1 phút liền. Để cho một cái phần bột nó chín. Thì khi mà một phần bột nó chín á, nó sẽ làm chất kết dính. Để cho mình nhồi những cái phần bột sống khác vào thì nó mới tạo thành khối dẻo mịn thì chân châu của mình nó mới ngon được nha. Đó, vậy thì chúng ta làm chân châu chúng ta phải nhớ thứ nhất là trộn đều cái hỗn hợp khô lại với nhau, sau đó rải đều ra khắp khối và mình chọn 1/2 cái phần bột thôi và mình đổ nước vào ngay 1/2 phần bột đó và để yên 1 phút để cho bột nó chín. Ok, sau khi để yên 1 phút cho bột chín rồi ha thì mình sẽ cho bột vào máy đánh ha. Còn nếu ai không có máy thì chúng ta đều bằng tay. Đây, khi mình đánh xong thì bột nó đang ướt nha. Nên chúng ta tiếp tục cho là 50g 40-50g bột khô vào đánh tiếp nha. Đây, dùng tay mình trộn một xíu. Bột nó đều cho máy nó dễ đánh nha. Dẻo mịn và không còn dính tay là đạt yêu cầu nha. Khối bột sẽ yêu cầu là sao? Dẻo mịn và không còn dính tay đây. Nó rất là dẻo luôn ha. Và đặc biệt là màu xanh rất đẹp và rất thơm nha. Cực thơm luôn. Rất là thơm mùi matcha. Rồi, chúng ta có cái phần bột thành công nha. Và đặc biệt là bột đạt yêu cầu là một lần nữa này. Tay ở đây là không có bột nha. Đây, và mình sẽ cầm vào. Mình lấy ra không có bị dính tay nhiều. Không có bị dính tay thì như vậy là bột đạt yêu cầu. Còn nếu mà còn dính tay thì sao? Mình sẽ dùng bột khô này để mình nhồi nha, cho đến khi không còn dính tay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn là mình sẽ vo viên thế này nha. Có hai cách vo viên. Một là vo viên thủ công thì chúng ta sẽ sử dụng thớt và dao ha. Vo viên thủ công thì cũng giống như là các cái món chân châu khác thôi, thì chúng ta sẽ cho một viên thớt này. Vo viên thủ công thì chúng ta lấy một ít bột nha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ làm cho nó dài ra, làm cho cái phần bụng nó dài ra ha.
có cái độ dài khoảng 0,5cm thôi. Mình sẽ dùng dao để cắt. Rồi, sau đó mình sẽ vo thành viên. Đó. Đấy. 4 viên. 5 viên. 6 viên, 7 viên. Như vậy là chúng ta đã vừa vo viên thủ công nha. Để sau đó đẹp luôn. Còn bây giờ Nhi sẽ làm vo viên theo máy nha, để cho nó đẹp nè, chuyên nghiệp và nhanh, nó đỡ tốn thời gian của mình. Ok, đây chúng ta được một khối bột ha, rất là ngon ha. Nếu như mà mình làm nhiều á, mình làm số lượng nhiều thì khối bột này nè, mình sẽ dùng cái màng co bọc thực phẩm, mình bọc lại cho nó không bị hở gió, cho nó lâu khô nha, nó không bị khô. Còn nếu ít vậy thì mình làm luôn. Đâu? Vo viên cái phần chân trâu ha, chân trâu mắt trâu của mình nó còn lẫn một vài đây rồi, thì mình sẽ rây cái phần này nha, cho hết cái phần bột áo đi, chân trâu mắt trâu màu xanh rất là đẹp luôn. Còn cái luộc chân trâu mắt trâu thì chúng ta sẽ luộc giống như là chân trâu đen thôi nha. Chúng ta cũng sẽ luộc 7 phút và ủ 15 phút thì chân trâu sẽ chín nha. Thì mình vừa làm xong mình luộc rất là nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần luộc chân trâu nha. Đối với chân trâu tươi là chân trâu mắt trâu thì chúng ta có thời gian luộc giống như là chân trâu caramel. Thì chúng ta sẽ luộc 7 phút và ủ 15 phút nha. Thì công thức luộc là chúng ta sẽ dùng là 1 ký chân trâu thì luộc từ 4 cho tới 5 lít nước. Ở đây là chỉ có khoảng 300 gram chân trâu nè, cho nên Nhi đang luộc là với khoảng 1 lít rưỡi nước sôi nha. Nước sôi rồi mình bắt đầu cho cái chân trâu vô nha. Cho vào thì mình nhớ đổ rải đều khắp nồi. Vừa cho vào vừa khuấy nha, để không bị dính ở dưới đáy. Rồi, tiếp tục để lửa lớn nấu ha. Mình sẽ tiếp tục để lửa lớn nấu cho đến khi chân trâu nổi lên trên mặt. Đó, nó bắt đầu nổi lên nè. Màu xanh rất là đẹp đúng không ha? Quá là đẹp luôn. Quá tuyệt vời luôn. Rồi mình chờ cho nước nó sôi lên. Đấy, chân trâu bắt đầu sôi lên nè ha. Sôi lên thì chúng ta sẽ bắt đầu tính giờ nha. Mình sẽ nấu 7 phút nha. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi bắt đầu đến giờ. Và khi nó sôi thì mình sẽ giảm lửa nha. Tất cả học viên mình lưu ý là khi mà mình giảm lửa nhưng mà vẫn đảm bảo là trong vòng 7 phút mình nấu á, thì nước trong nồi nó cũng phải sôi như thế này nha. Chứ còn nếu nó không sôi thì chân trâu không chín. Mà nếu chân trâu không chín thì nó sẽ bị sườn khi mình để một thời gian ngắn ở ngoài, hoặc là mình cho vào chung với trà sữa có đá thì nó sẽ bị cứng ngay. Nếu mà trường hợp chân trâu không chín tới, chính vì vậy chúng ta sẽ nấu trong vòng 7 phút
và nước trong nồi vẫn phải sôi như thế này nha. Vừa nấu thì chúng ta mới vừa khuấy nha, để đảm bảo là cái chân trâu trong nồi nó không bị cháy. Và ở đây này, mọi người thấy không, nấu nước lửa nhỏ trong vòng 7 phút nhưng mà nước trong nồi có lúc nào cũng phải sôi nha. Rồi, như vậy là chúng ta đã nấu chân trâu được 7 phút ha. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại nè, sau đó mình tắt bếp, mình gọi là ủ nóng nha. Ủ nóng có nghĩa là chân trâu đang sôi, mình đậy nắp, tắt bếp và mình sẽ hẹn giờ là 15 phút nha. Đấy, và chúng ta bắt đầu hẹn giờ 15 phút ủ nóng. Rồi, như vậy là chúng ta đã kết thúc thời gian ủ 15 phút của món chân trâu mắt trâu. Bây giờ thì tiếp theo chúng ta sẽ đem nó đi xào với nước nha. Sau đó mình sẽ ướp đường cho nó. Rồi đây, chúng ta đã được ăn chân trâu thành phẩm nha. Rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ ướp đường cho cái phần chân trâu thành phẩm này nha. Đây là 300g thì chúng ta cho 100g đường cắt trắng vô nha. Mình trộn đều với chân trâu thành phẩm này nè. Rồi, trộn đều chút xíu nữa là cái chân trâu này nè, tự động là nó sẽ đường nó sẽ chảy ra nước ha. Thì mình cái chân trâu mình nó sẽ được rời chứ nó không có bị dính vào nhau. Như vậy là xong, mình đã hoàn tất được cái món chân trâu mắt trâu. Và giá vốn của cái món này là bao nhiêu đây? Cũng rẻ giống như chân trâu của Caramel thôi. Đây, chân trâu mắt trâu của chúng ta giá vốn sẽ là 1.800 nha. Đó, vậy là chúng ta đã hoàn thành được phần gọi là chân trâu mắt trâu rồi. Rất là thơm và ngon và dẻo ha, mềm và dẻo. Vậy là chúc tất cả các học viên mình sẽ làm thành công món chân trâu mắt trâu. Hẹn gặp mọi người trong các món tiếp theo nha.